VinFast mở bán xe đạp trợ lực điện, giá gần 30 triệu đồng. Chiếc VF Đầm Phin Phi có phạm vi hoạt động lên hơn 100 km một lần sạc khi sử dụng chế độ trợ lực điện. Ngày 20 tháng 8, VinFast mở bán mẫu xe đạp trợ lực điện mang tên VF Đầm Phin Phi. Thời gian dự kiến giao đến tay khách hàng là giữa tháng 9. Trước đó, mẫu xe này đã được mở bán tại thị trường Mỹ. Kiểu dáng của VF Đầm Phin Phi lấy cảm hứng từ hình tượng rồng bay lên trong văn hóa Việt Nam với phần tay lái mở rộng, lớp bản lớn và yên xe kiểu công thái học. Thân xe là bộ khung nhôm tạo hình lục giác đều, được bo góc nhằm chịu lực, tạo sự cân bằng cho toàn bộ phần thân xe. VF Đầm Phin Phi có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 1730x720x1056mm, chiều cao yên là 795mm, trọng lượng xe 32kg. Đầu xe được trang bị đèn LED cỡ lớn hình tròn, đảm bảo khả năng di chuyển của người dùng trong điều kiện ánh sáng kém. VinFast cũng trang bị cho mẫu xe đạp trợ lực hệ thống giảm xóc ống thủy lực, đường kính 50mm, phanh đĩa thủy lực được gắn kèm ở hai bánh trước và sau. VF Đầm Phin Phi sử dụng động cơ 250V được tích hợp vào bánh sau, hộp số đơn cấp cùng với cảm biến mô men xoắn. Sức mạnh động cơ được truyền từ bộ pin lithium-ion. Với phạm vi hoạt động là 75km ở chế độ thuần điện. Nếu sử dụng chế độ trợ lực, quãng đường di chuyển nâng lên là 110km một lần sạc. Xe được bán với giá 29,69 triệu đồng, kèm bộ sạc tại nhà. Trong giai đoạn 20, 8, 15, 9, khách hàng khi đặt mua VF Đầm Phin Phi sẽ được tặng kèm bộ phụ kiện chính hãng trị giá 2,5 triệu đồng. Mức giá cho Ripley được cho là hấp dẫn trong phân khúc xe đạp trợ lực điện, hứa hẹn là lựa chọn thú vị cho những người thích dòng xe độc đáo này.